Vâng các bạn ạ, nếu như các bạn nào mà muốn tìm cho mình được một chiếc xe mà không dính tới taxi dịch vụ, có nghĩa là các bạn không muốn mua một chiếc xe taxi ra, dịch vụ ra, đấy, thì bà con có thể xem hết video của em như này. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái dàn xe mà 100% là không có khoan đục taxi dịch vụ gì. Và các bạn đó là biết là dòng xe gì không ạ? Chúng ta hãy đi về xe số tự động bà con nhé. Chuyên về xe số tự động thì những cái dòng đó thì rất ít gặp phải những con xe taxi dịch vụ. Em khẳng định luôn ạ, em khẳng định luôn. Nếu như đời cao thì em không nói, nhưng với những cái đời mà thấp thấp thì nói thật với các bác là những cái dòng xe đó thì 100% là không dính tới taxi dịch vụ. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh sẽ lên cho các bạn một cái list xe về những cái dòng xe số tự động mà ai cũng có thể đi được, ai cũng có thể đi được bà con nhé. Với cái phương xu thế bây giờ là rất nhiều người học bằng cũng như là các chị em phụ nữ, vợ con là cũng muốn lái xe, nên là cái số tự động là cái dòng xe rất dễ dùng. Thì nhà em số tự động, nhà em có gần như là lửa bãi luôn, già lửa bãi luôn, bà con, già lửa bãi luôn. Và Tuấn Anh ngày hôm nay sẽ đi điểm danh cho anh em về những cái dòng xe số tự động đang có mặt tại cửa hàng bên em. Mọi người thấy nếu như quan tâm về những cái dòng xe đó thì alo trực tiếp cho Tuấn Anh của tôi ở phòng có số online 0816662386 hoặc 0971255863. Các bạn xem được video của em, các bạn đang tư vấn được sự tư vấn của em thì các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em, alo trực tiếp cho em và đến gặp trực tiếp Tuấn Anh của tôi ở phòng. Em sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm bán con xe đó từ trước khi bán hàng, trong khi bán hàng và sau khi bán hàng. Đó là cái điều mà Tuấn Anh rất cần, đang rất cần ở quý khách hàng và quý bà con. Chứ không phải là các bạn biết cửa hàng rồi, đúng không ạ? Các bạn biết cửa hàng rồi, các bạn cứ đến. Cho dù là Tuấn Anh tư vấn cho các bạn, nhưng các bạn cũng muốn là tự xem, ok, thoải mái luôn. Vì xe nào cũng là xe bên em. Nhưng nói thật là nếu như các bạn mua thế thì nói thật với các bạn là sau khi bán hàng có vấn đề xảy ra thì Tuấn Anh cũng không thể nào mà chịu trách nhiệm xử lý được bà con nhé. Đầu tiên đây em mới về cho các bác một chiếc xe Fortuner. Con này thì sản xuất năm 2012, phiên bản số tự động màu đen, tư nhân chính chủ biển Hà Nội, xe rất là đẹp. Con này thì hiện tại là mới về và đang cho đi dọn dẹp một chút nữa thôi. Ông anh đang đi nhá. Con này thì để cho các bác loanh quanh đâu đó khoảng tầm dưới 4 đồng một tí, dưới 4 đồng một tí thôi. Nhưng được cái màu đen, đăng kiểm tháng 12 năm 2024, một chiếc Fortuner hầm hố và dã man luôn. Con này thì chắc chắn rằng là không có chạy dịch vụ bà con, đúng không ạ? Mà dòng này thì ngồi rất là sướng luôn. Nhưng mà tiền của nó thì nói chung là 2012 mà loanh quanh 400 triệu. Đấy, loanh quanh trên dưới 400 triệu bà con nhé. Thì bà con có thể yêu chiếc xe này. Xe thì cam kết cho anh em đẹp xuất sắc, mới về cửa hàng. Mai em sẽ lên sóng ạ. Vâng, trên 300 triệu một chút thì anh em có thể đi một cái chiếc xe đến từ thương hiệu của Đức và nhập khẩu nguyên chiếc của Đức. Nếu như anh em nào là tín đồ của dòng xe châu Âu thì anh em có thể đi chiếc xe này được. Đây là một chiếc xe 5 chỗ ngồi, gầm cao, máy thoáng, cực kỳ chất với khâu động cơ 2.0 turbo. Con này đó là một chiếc Volkswagen sản xuất năm 2014, số tự động với khối động cơ 2.0, một trong những dòng xe đến từ Đức, chạy chuẩn 22 vạn và giá của nó là 365 triệu nhé. 365 triệu, xe thì cam kết cho anh em rất là đẹp, zin cả xe, không lỗi, một chiếc Volkswagen rất là đẹp cho tất cả mọi người. Một chiếc xe đến từ Đức, nhập khẩu nguyên con của Đức với cái tầm giá rất là hợp lý, rất là rộng rãi cho anh em nhé. Con này thì 5 chỗ ngồi rất là rộng rãi, lốp dép đẹp, xe chính chủ luôn, rất là đẹp cho tất cả mọi người. Với cái form dáng của nó thì cực kỳ yêu và rất là chất lượng cho tất cả mọi người. Thì quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nhà mình đã có được một chiếc Volkswagen sản xuất năm 2014, nhập khẩu nguyên chiếc của Đức, hai chữ W, một chữ V, rất là đẹp luôn cho mọi người. Nếu như anh em thích đi Vios thì em có Vios số tự động. Con này thì sản xuất năm 2019, bản G số tự động. Vâng, đây là một cái bản cao cấp nhất của dòng xe Toyota Vios. Vâng, sản xuất năm 2019, bản G, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2024, xe thì mới rút hồ sơ về, chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Con này tư nhân, cá nhân sử dụng nhá. Xe thì cam kết cho anh em không khoan đục, không taxi, không dịch vụ. Chủ nhân muốn thô lại cái biển nên là đã rút hồ sơ thôi. Chứ con này thì lại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá cực kỳ ưu đãi cho anh em là 425 triệu đồng. Bên em sẽ bao ra tên chính chủ cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con, các bác chị em nhà mình ạ. Một chiếc Vios G 2019 số tự động bà con nhé. Vâng, một chiếc xe cũng gầm cao, một chiếc xe form SUV. Nếu như anh em nào không thích dòng xe đến từ Đức, hay anh em mà thích một cái dòng xe bền lành hơn và thương hiệu nó thông dụng và phổ thông hơn thì anh em có thể đi trước Tucson này ạ. Đây là một chiếc Hyundai Tucson ạ, sản xuất năm 2010, bản nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan, bản nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Động cơ 2.0, số tự động, nội thất rất là đẹp cho tất cả mọi người. Hai cầu, cửa sổ trời, panorama toàn cảnh, máy xăng 2.0. Và con xe này hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá rất hợp lý ạ, 350 triệu đồng. 350 triệu đồng ở một dòng xe đến từ Hàn Quốc, nhập khẩu nguyên con, một dòng xe rất là đẹp cho tất cả mọi người. Vâng, số tự động thì như em đang có rất nhiều những cái mẫu xe rất là hợp lý cho các bạn nhé. Gầm cao có, 7 chỗ có và 5 chỗ có, nhỏ gọn có, xinh xinh có bà con nhé. Vâng,
Tiếp tục là một chiếc xe đến từ Đức tiếp ạ, đó là một chiếc xe Audi. Audi thì nghe thì nó sang trọng và nó đẳng cấp. Đây là một cái dòng xe ở phân khúc hạng chẳng biết là hạng gì cả, với khối động cơ 2.0 turbo. Con này thì nó là rất là đẹp với khối động cơ này, và nội thất của nó rất là zin. Con này thì cam kết cho anh em keo chỉ máy số zin, anh em nhìn thấy đây. Từ những cái phần lên nắp capo này nó còn rất là đẹp cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng. Với cái tầm giá con xe này hiện tại bên em đang bán là 255 triệu đồng thôi. Thì quý khách hàng và quý bà con, các bác chị ở nhà mình đã có được một chiếc Audi 2.0 turbo, một dòng xe 2007 A6 ạ. A6 nhập khẩu nguyên chiếc của Đức với cái tầm tiền rất là hợp lý để cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con. Anh em thấy đây, nó dài gấp rưỡi một con xe ở phân khúc hạng B luôn. Con này nó cực kỳ dài và cái logo của nó rất là đẹp. Con này thì cũng nhập khẩu nguyên chiếc của Đức nhá. Đèn đóm của nó rất là đẹp và rất xịn sò cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con ạ. Với cái tầm giá chỉ có 255 triệu đồng thôi. Thì quý khách hàng và quý bà con, các bác chị ở nhà mình alo trực tiếp cho em, anh em mua được giá nào thì bảo em một câu. Con này em đang bán 265, nhưng thực ra thì đó, cái dòng xe này là một cái dòng xe rất là đẹp và rất chất lượng cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng. Với cái tầm giá chỉ có hơn 200 triệu thôi, thì bà con, các bác chị em nhà mình đã sở hữu được chiếc xe này đó, đúng không ạ? Ok, tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một cái dòng xe đến từ thương hiệu của Mỹ. Đó là một chiếc xe Ford Fiesta. Con này nó là bản Fiesta, bản Titanium, tức là cái bản cao cấp nhất của dòng xe này rồi. Chiếc xe đang đeo tên tư nhân chính chủ em luôn ạ. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2025. Con này thì hiện tại nó là một chiếc xe ở phân khúc hạng B. Một cái dòng xe rất là đẹp và rất chất lượng cho tất cả mọi người. Xe thì cam kết cho anh em zin cả xe, không nổi, không đâm va, đâm xô tai nạn và không ngập nước. Máy số keo chỉ zin và cái tầm tiền như thế này. Thì đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý và chất lượng cho quý khách hàng và quý bà con. Và còn có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì alo trực tiếp cho Tân Anh Ô Tô Hải Phòng có số hotline 081-666-2386 và 0971-255-863. Gọi cho bố của nhận anh cái bạt dù, nó chở anh ngõ. Có tiền thì giá 1.7 triệu nhé. Con này hiện tại là Tân Anh đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. Xe của nó thì rất là đẹp, form mới nhá. Bản Titanium rất là đẹp và dòng xe này chạy rất là lành. Thực ra thì ở cái tầm tiền dưới 300 triệu anh em có được một chiếc xe số tự động phân khúc hạng B như thế này. Rất là hợp lý mà số tự động nhé bà con nhé. Hoặc anh em đi con xe này, đi con Vios này cũng được. Con Vios này thì hiện tại là bên em đang bán là 319 triệu đồng, là cái giá cũng giá khá là sập sàn rồi. Vios G2014 số tự động máy 1.5. Con này hiện tại là tôi anh đang chào bán với giá 319 triệu đồng nhé. 319 triệu đồng thì quý khách hàng và quý bà con, các bác chị em nhà mình đã có được một chiếc Toyota Vios bản G2019 2014 phiên bản số tự động máy 1.5 bà con nhé. Nếu anh em mà thích Vios thì đi con này cũng khá là hợp lý nha bà con nhé, khá hợp lý luôn cho bà con này. Ok, tiếp tục đây em đang có cho anh em một cái tầm tiền dưới 200 triệu mà anh em đến từ có một chiếc xe đến từ Hàn Quốc, đó là một chiếc Hyundai Venna. Hàng này thì là hàng nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, số tự động 1.4. Con này thì đã rút hồ sơ rồi, về thì các bạn chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Và khẳng định cho anh em con này cũng khá là đẹp, xe không có đâm đụng tai nạn, không ngập nước nhé. Không taxi dịch vụ, anh em nó khóa cửa rồi. Con này thì nó là một cái dòng xe nhập khẩu 1.4 rất là lành ở phân khúc hạng B thôi. Nó giống như cái dòng Accent Asiq ạ. Rồi các bạn nào đang xem video của em thì các bạn cho em một lần like ạ. Cộng với lại đăng ký kênh, bổ cho quả sẻ luôn. Để các bạn có thể là, mình có thể là tìm được hay là chia sẻ do cho những người đang cần mua xe, người thân bạn bè đang cần mua xe thì có thể là biết đến Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng, đúng không ạ? Và Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng cũng xin kính mời tất cả mọi người, có thể là không mua xe cũng được, nhưng mà qua cửa hàng bên em uống nước chè, hút thuốc nào và trải nghiệm về xe, đúng không ạ? Cần gì phải mua xe mới đến gặp Tuấn Anh đâu. Tuấn Anh lúc nào cũng vẫn sẵn sàng đón tiếp tất cả mọi người. Bà con nhé, không cần phải mua xe, các bạn đến với Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng chỉ cần uống nước chè, hút thuốc nào thôi ạ. Tiếp tục đây là một chiếc Mazda 3S sản xuất năm 2009, phiên bản số tự động, máy của nó là 2.0, một trong những dòng xe ở phân khúc hạng C khá đẹp, nổi tiếng. Và Mazda thì nó là mặt cười rất là đẹp và lành cho tất cả mọi người trong quý khách hàng và quý bà con, các bác chị ở nhà mình. Thích cam xem mà nó mang bạt đi. Rất là đẹp, với tầm giá loanh quanh đâu đó 200 triệu thôi. Thì quý khách hàng và quý bà con, các bác chị ở nhà mình đã có được một chiếc Mazda 3 2009 số tự động 2.0 bản full cửa sổ trời. Xe thì rất là đẹp và rất chất lượng cho mọi người. Và có cửa sổ trời này, toàn cảnh này, nội thất này, màn hình tự động, màn hình Android này, điều hòa tự động bà con nhé. Với tầm tiền có 200 triệu thôi, 2009 nha bà con nhé. Nhập đài luôn ạ. Tiếp tục đây em đang có cho anh em một chiếc Samsung. Vâng, nếu mà đòi nói cái tầm tiền 250 triệu, đời cao, phân khúc hạng C thì anh em ạ, đây chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo. Tuy rằng cái logo của Samsung thì nó thật với các bác là nó hơi bị ít thấy trên thị trường, nhưng để mà nói thì với dòng Samsung này, nó là một dòng xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc ạ.
nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, nó giống như những cái dòng Hyundai Accent, giống như những dòng Kia Rio thôi, nó không có gì khác lạ cả. Đồ đạc của nó thì ở Việt Nam cũng rất là dễ sửa chữa luôn ạ, và rất là rẻ tiền luôn, chứ không phải là đắt như các bạn nghĩ đâu ạ. Các bạn đừng nghĩ là cái logo hay là cái thương hiệu của nó là ít thì là nó đắt thôi, đồ đạc của nó giống nhau thôi bà con ạ. Một chiếc Samsung nó dùng chung ạ, nó dùng chung luôn, dùng chung với Kia và Hyundai luôn ạ. Con này là một Samsung SM3 nhé, sản xuất năm 2014, một chiếc xe ở phân khúc hạng C, nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, máy 1.6, trang bị cửa sổ trời, trang bị phanh tay điện tử, trang bị điều hòa tự động và cruise control ga tự động. Mà giá của nó thì con này hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá có 252 triệu đồng thôi. Bà con, các bác chị em nhà đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe Samsung SM3 với cái form dáng đẹp và keo chỉ zin như thế này thì hãy alo trực tiếp cho Tuấn Anh ở tuổi phòng có số hotline 081 666 2386 hoặc 0972555863. Địa chỉ gà của em nằm tại ngay thôn 1, Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Tuấn Anh ô tô Hải Phòng xin được đón tiếp tất cả mọi người đến uống nước chè, hút thuốc nào và trải nghiệm về xe. Hệ thống đèn đóm của nó rất là đẹp luôn ạ. Vâng ạ, ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe nữa, đó là một chiếc xe Hyundai Grand i10 ở phân khúc hạng A. Đây là một chiếc i10 2015 phiên bản số tự động, máy 1.0. Hàng này là hàng sản xuất tại Ấn Độ bà con nhé, hàng sản xuất tại Ấn Độ này. Đó, anh em thử xe xong màn hình cứ để thế này thì làm sao mà không hết điện ạ. Đó bà con thấy tắt đi. Đó. Con này thì nó là số tự động bà con nhá, số tự động ạ, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ bà con nhá. Với cái tầm giá như con xe này hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá khá hợp lý cho anh em này, với giá có 275 triệu đồng thôi. Một chiếc Hyundai Grand i10 2015 phiên bản số tự động, xe nhập khẩu rất là đẹp, zin cả xe, 275 triệu đồng bà con nhá. Kia Rio sản xuất năm 2016, một cái mẫu xe ở phân khúc hạng B, đó là một chiếc Rio nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, nó giống như Samsung, giống như Hyundai thôi. Đó, con này hiện tại là sedan hai đầu và giá của nó thì để cho anh em có 298 triệu đồng thôi, đời 2016 ạ. Số tự động máy của nó là 1.4. Bản số tự động máy 1.4, xe thì rút hồ sơ rồi, về thì các bác chỉ việc bấm biển ra tên là xong thôi. Con này thì xe rất là đẹp và cứng xe luôn cho anh em nhé. Giá của nó thì rẻ nhất miền Bắc luôn, 200 bao nhiêu ạ? 298 triệu đồng thôi, 298 triệu đồng Kia Rio 2016 nhá. Ok, tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe Chevrolet Vivante. Thực ra thì ở cái tầm tiền hơn 100 triệu thôi. Hơn 100 triệu mà anh em muốn có được một chiếc xe 7 chỗ ngồi. Nó rộng rãi một chút này, nó cao giá một chút này, để đi thì khá là hợp lý này. Chủ nhân chiếc xe thì mới thay lốp này. Lốp dép của nó là con này là thay năm bao nhiêu đấy? Con này là mới thay lốp thôi nhá. Ôi giời, thay tháng 11 năm 2023 luôn ạ. Tháng 11 năm 2023 luôn, xe rút hồ sơ rồi, về chỉ việc bấm biển ra tên là thôi. Con này hiện tại là bên em đang chào bán với giá 145 triệu nhá. 145 triệu chủ nhân mới thay lốp này, mới bảo dưỡng xe mất 16 triệu luôn. Vì thế nên anh em giờ là mua con xe này thì nó quá là hợp lý rồi. Để nó bẩn bẩn đi thôi nhưng mà xe về bấm biển ra tên ngay. Đó, rất là hợp lý ạ. Với giá chỉ có 145 triệu thôi nhá. Tiếp tục là Fortuner 2013 số tự động. Quay kia, cứ để tối mình về đấy. 2013 màu đẹp không? 210 nó định lấy cái màu như lá cờ ấy, nhưng mà thôi lấy màu đấy. Con này là hiện tại là 415 triệu nhé, đời 2013. Một chiếc Fortuner 2013, máy xăng 2.7, 2 cầu, màu bạc, ra đã rút hồ sơ rồi. Về thì bà con chỉ việc bấm biển ra tên mà thôi ạ. Con này hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá khá hợp lý cho anh em ạ, 415 triệu đồng. Bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc Toyota Fortuner 2013 số tự động này, một chiếc xe rất là đẹp, zin keng cho anh em ạ. Quý khách hàng và quý bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhé. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc Hyundai Santa Fe ạ. Con này Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2009, máy dầu số tự động 2.0 bản SNX, tức là cái bản cao cấp nhất của dòng xe Santa Fe này rồi. Con này nó là 7 chỗ ngồi, máy dầu 2.0 và xe thì rất là ổn định cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng. Nội thất được ghế da trần nỉ nguyên bản, cửa sổ trời đầy đủ, điều hòa tự động rất là đẹp và là 7 chỗ ngồi, cực kỳ rộng rãi, một dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc nhá. Rất là đẹp. Hoặc là Honda CR-V ạ. Anh em đi Honda CR-V thì anh em có thể sở hữu chiếc xe này. Sản xuất năm 2007, xe thì đã rút hồ sơ rồi. Về các bạn chỉ việc bấm biển ra tên thôi ạ. Con này hiện tại bên em đang bán có 255 triệu thôi. Đời 2007, 5 chỗ ngồi. Rất là đẹp và rất chất lượng cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng.
máy móc của nó thì rất là ổn định, chất lượng đảm bảo cho anh em chạy xa chạy gần rất là hợp lý. Và đặc biệt dòng này là một cái dòng xe cao gầm máy thoáng, khá là ổn định cho tất cả mọi người ạ. Rồi chúng ta sẽ đi tìm tiếp tục những con nào số tự động thì con anh sẽ quay cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng. Vâng, ở dưới đây thì vừa về cho anh em một chiếc Kia Carian. Con này sản xuất năm 2010, phiên bản số tự động, máy 2.0, bản 7 chỗ ngồi. Vâng, cái bản này là cái bản rất là đẹp cho anh em ạ. Rộng rãi này, chất lượng này, đảm bảo cho anh em có thể sử dụng xa, sử dụng gần đều rất là đẹp. Và nội thất của nó thì cực kỳ sâu, rộng và cao. Đấy, bà con thấy được đây. Đấy, đảm bảo cho anh em là với tầm tiền loanh quanh đâu đó khoảng tầm là hơn 200 triệu thôi, 245 triệu thôi, bà con có bác chị em nhà mình đã có được một chiếc Kia Carian rất là đẹp với giá chỉ có 240 triệu thôi ạ. Vâng, tiếp tục đây là một chiếc xe rất là hợp lý cho anh em này. Màu đỏ rất là yêu thương luôn ạ. Con này giá có hơn 100 triệu thôi. Đây là một chiếc xe đến từ Nhật Bản, Lixan, nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Nhật Bản. Và cái tầm giá như con xe này chỉ có 165 triệu đồng thôi. Đời 2009 ạ, số tự động máy của nó là 1.0. Xe thì rất là đẹp với cái màu đỏ tươi. Cam kết cho anh em là keo chỉ máy số zin ạ. Nội thất nguyên da nguyên bản theo xe, chạy rất là đầm, chất và chắc nhá. Con nào xem chi tiết con xe này thì có thể kết bạn Zalo với em qua số online 0816662386 ạ, 0971255863. Đấy là số điện thoại của em nhé. Với cái tầm giá con xe này hiện tại Tuấn Anh đang chào bán với giá có 165 triệu thôi ạ, 165 triệu thôi. Đó. Tiếp tục thì Tuấn Anh sẽ đi tìm cho các bác về những con xe khá hợp lý ở cái dàn đằng trước này. Và nếu như bà con các bác chị em nào quan tâm về cái dòng xe nào thì hãy alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số online 0816662386, 0971255863. Các bạn alo cho em thì em sẽ kính mời tất cả mọi người uống nước chè, hút thuốc nào, trải nghiệm về xe, không cần phải mua xe luôn ạ. Ok, tiếp tục đây em đang có cho anh em một chiếc Mirage Mitsubishi. Mirage sản xuất năm 2013, số tự động. Con này thì nó là một cái dòng xe nhỏ gọn ở phân khúc A thôi. Máy của nó thì có một chấm thôi. Con này để cho anh em là 228 triệu đồng nhá, 228 triệu đồng ạ. Nó lành hơn một chút thì anh em có thể đi Kia Morning ạ. Có Kia Morning này thì sản xuất năm 2011, bản nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc và trang bị bản 4 túi khí nhá. Bà con có bác chị em nào quan tâm về chiếc xe này thì nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em. Hãy để cho các bác loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 225 triệu đồng thôi. Bà con đã sở hữu được chiếc Morning này rồi ạ. Vâng ạ, tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe nữa, đó là một chiếc xe Kia Morning. Con này thì sản xuất năm 2014, phiên bản số tự động, máy 1.25, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, bản đủ, xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, máy 1.2 nhá. Con này hiện tại Tuấn Anh để cho các bác có giá có 239 triệu đồng thôi, 239 triệu đồng thôi, bao rút hồ sơ gốc cho tất cả anh em và quý khách hàng và quý bà con của bác chị em ạ. Đấy. Ok, tiếp tục đây em đang có cho anh em một chiếc Hyundai Accent cũng là màu đỏ bà con nhé. Con Hyundai Accent này thì sản xuất năm 2014, phiên bản số tự động, máy 1.4. Con này đó là bản hatchback một đầu nhá, bản hatchback một đầu thì với cái dòng Accent này là cái bản hatchback một đầu của nó là phân khúc hạng B, nó cũng khá là rộng rãi và đẹp cho tất cả mọi người. Có đầu đài màn hình đầy đủ, có cửa sổ trời, có túi khí, có ABS, có gương kính chỉnh điện. Form dáng của nó thì cũng khá là ổn định và đẹp cho tất cả quý khách hàng và quý bà con. Với giá có 315 triệu đồng thôi, bà con đã sở hữu được chiếc Hyundai xe này rồi. Cũng là Hyundai, con này thì nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, Hyundai i30, bản CV kép, sản xuất năm 2009 ạ. Con này thì hiện tại là nó là được cộng cơ 1.6 nhá, 1.6 số tự động có cửa, rất là đẹp luôn ạ, rất là ổn định luôn ạ. Con này hiện tại bên em đang bán là 248 triệu đồng một chiếc xe ở phân khúc hạng C. Đó là một chiếc xe rất là ổn định, dài, rộng. Con này nó dài ngang với sedan hai đầu luôn ạ. Hyundai i30 biển Hà Nội 18922 ạ. Vâng ạ, tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe số tự động nữa. Con này chắc cũng số tự động đây, con này số tự động 208 đây. Nhưng mà chưa về thì mình mới mua về đây chưa có giá thì mình đã để nguyên đấy. Con này thì 2008 này, 15A11577. Con này đó là Kia Morning 2008 phiên bản số tự động. Máy của nó là 1.0, hàng nhập khẩu nguyên con bản SNX. Con này thì cam kết cho anh em xe đẹp, không nỗi, không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước. Giá để cho anh em 155 triệu nhá. Một dòng xe nhỏ gọn ạ, rất là đẹp luôn ạ. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe nữa, đó là một chiếc xe Hyundai Accent sản xuất năm 2014 ạ. Con này thì nó là số tự động bà con nhá. Số tự động máy 1.4, nó giống con bên kia, con màu đỏ kia. Con này hiện tại là Tuấn Anh đang để cho anh em 328 triệu đồng thôi. Đó là một chiếc Hyundai Accent 2014 phiên bản số tự động. Máy của nó là 1.4, hàng nhập khẩu nguyên con ạ. Con này thì rất là đẹp, cũng có cửa sổ trời, đầy đủ hệ thống xe rất là ổn định cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình. Bà con các bác chị em nhà mình nào đang quan tâm về những cái dòng xe số tự động này thì có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em ạ. Accent này,
rất là đẹp luôn. Fortuner này thì em đang đi, nhưng mà thôi thì nhận cọc 10 triệu rồi nên là không dám đi nữa, rửa sạch sẽ để đây nhé. Không thì các bác bảo là cọc rồi mà cứ đi ầm ầm thì nó rất là khó. Đây em để sạch sẽ để gọn trong đây rồi. 15 ngày nữa mới lấy xe, cọc có 10 triệu thôi. Nhưng mà dù sao 1 triệu thì cũng là xe của các bác rồi. Nên là Tuấn Anh cũng làm về cái uy tín, làm về cái trách nhiệm, nên là không dám lôi đi đâu cả. Chứ thực ra Tuấn Anh rất thích đi Fortuner luôn ạ. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc Moline, con này biển 29A này, 41574157. Con này em để cho anh em có khoảng tầm 155 triệu thôi. 155 triệu thôi là quý khách hàng của quý bà con các bác chị nhà mình đã có được chiếc xe Kia Moline này rồi. Một chiếc xe rất là đẹp cho tất cả mọi người nhá. Vâng, con này cũng thế này, con này là 2008, con này một chủ từ mới này, giá cũng chỉ để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 160 triệu nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Vâng, xanh đỏ tím vàng trắng nâu đen thì nhà em đều có hết, và rất mong là quý khách hàng và quý bà con các bác chị em hãy ủng hộ em bằng cách là bấm vào nút like và đăng ký kênh cho em. Nếu như các bác đến xem xe thì các bác có thể alo trực tiếp cho em ạ. Ở đây em đang có một chiếc xe cuối cùng, và đó là một chiếc xe kết thúc cái video của em ngày hôm nay. Đó là một chiếc xe Brio. Con này là Brio sản xuất năm 2009 ạ. Một chiếc xe đến từ thương hiệu của châu Âu, đẳng cấp luôn ạ. Chú ngựa vàng luôn ạ. Con này để cho anh em là 215 triệu đồng. Brio 107 nhá. Brio 107 ạ. La răng lúc 4 bánh này. Một trong những mẫu xe hạng sang luôn nhá. Đẳng cấp doanh nhân, đẳng cấp của những người thành đạt ạ. Rất là đẹp luôn. Ok, cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị nhà mình đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Một lần nữa thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị nhà mình đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.